Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thăm Trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Mông Cổ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulaanbaatar trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Mông Cổ. Tại chuyến thăm sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường. Các học sinh trường mặc trang phục truyền thống hai nước, biểu diễn những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa, những bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiệu trưởng Gungara cho biết trường có khoảng 6.000 học sinh, 238 giáo viên và nhân viên. Học sinh nhà trường được tìm hiểu, học hỏi về văn hóa, phong tục tập quán của nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ngôi trường là một trong những biểu tượng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bên. Ông trao tặng 50.000 đô la Mỹ quà của Đảng và Nhà nước Việt Nam ủng hộ trường bổ sung trang thiết bị giảng dạy cho năm học mới 2024-2025. Trường liên cấp số 14 được thành lập năm 1949, là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài cho Mông Cổ. Vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Mông Cổ đã ra quyết định cho phép trường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2009, tượng đài được xây dựng trong khuôn viên của trường. Nhà trường đã thành lập câu lạc bộ tiếng Việt, thu hút nhiều học sinh tham gia. Tất cả học sinh của trường đều biết bài hát, điệu múa của Việt Nam. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt. Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết cộng đồng người Việt có khoảng 900 người. Gần đây, họ đã quyên góp 241 triệu đồng ủng hộ các địa phương trong nước chịu thiệt hại bởi bão Yagi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cộng đồng người Việt cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở nước sở tại, góp phần phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam, Mông Cổ. Chiều ngày 1 tháng 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các tổ chức kinh tế tiêu biểu của Mông Cổ. Các đại diện giới thiệu về hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những đề xuất về mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn chào đón và hoan nghênh các doanh nghiệp nước bạn mở rộng hợp tác với Việt Nam. Ông đề nghị cơ quan chức năng hai bên tiếp tục phối hợp, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi gia súc, khoáng sản, xây dựng công trình, hợp tác logistics, chuyển đổi số, năng lượng xanh, năng lượng sạch. Thành công của các doanh nghiệp Mông Cổ cũng chính là thành công của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Sau khi kết thúc lịch trình ngày 30/9/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Ulaanbaatar để lên đường thăm cấp nhà nước Ireland. Ngoại trưởng Bastet đã tiễn đoàn tại sân bay thành Cát Tư Hãn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.